đô thị đẳng cấp quốc tế được chứng nhận bởi FIABCI e. e. World Prix Z Excellence 2019. FIABCI e. e. World Prix Z là một trong những giải thưởng quốc tế uy tín vinh danh những dự án bất động sản hàng đầu thế giới. Với sự góp mặt của nhiều chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực bất động sản, hội đồng thẩm định của FIABCI e. e. World Prix Z trao giải cho các dự án không chỉ dựa trên tính thẩm mỹ, quy mô và chức năng mà cả về những giá trị tổng thể. Giải thưởng này là cột mốc đáng nhớ đối với xe la đường City. Vì đây chính là một trong những dự án hiếm hoi tại Việt Nam đạt được giải bạc quốc tế cho hạng mục quy hoạch tổng thể từ FIABCI World Prix Excellence. Giải thưởng này một lần nữa khẳng định ưu thế vượt trội của xe la Đường City trên thị trường bất động sản Việt Nam với vai trò là một khu đô thị đẳng cấp quốc tế. Ông Guy Rung Voisun, Tổng giám đốc Gamuda Land Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc kết hợp hài hòa giữa các yếu tố của dự án như kiến trúc, cơ sở vật chất, tiện nghi, không gian xanh và quan trọng nhất là khả năng kết nối cộng đồng cao. Đây chính là tiền đề cho một khu đô thị thịnh vượng và bền vững với bản sắc riêng. Trân trọng các giá trị thiên nhiên, xe la đường City đã dành hơn 16 hecta trên tổng diện tích 82 hecta cho công viên nội khu. Không gian xanh với hơn 6.000 cây trưởng thành và ba hồ điều hòa mang đến cho cư dân đặc quyền được tận hưởng thiên nhiên xanh mát tại mọi ngõ ngách trong khu đô thị. Từ một góc nhỏ ban công có thể hướng ra không gian thoáng đãng bên ngoài, hay một địa điểm yêu thích trong công viên nơi các thành viên gia đình có thể cùng nhau tản bộ. Điều mà chúng tôi lưu tâm nhất trong quy hoạch tổng thể khu đô thị chính là tạo ra một không gian khuyến khích giao lưu giữa các cư dân để tạo nên một cộng đồng gắn bó. Ông Wyron Giáp Voi Sun cho biết, để gắn kết cộng đồng, khu đô thị được tích hợp đầy đủ các tiện nghi, các trường quốc tế như trường mẫu giáo Maple Bear, trường quốc tế Á Châu và trung tâm Anh ngữ ILA mang đến hệ thống giáo dục toàn diện và tiên tiến. Trung tâm y tế hoàn mỹ ngay trong nội khu luôn sẵn sàng tư vấn và chăm sóc các vấn đề sức khỏe của cư dân. Aeon là một địa điểm mua sắm và giải trí tuyệt vời trong khi đường Sport và Resort Club là một khu phức hợp cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thể thao và thư giãn tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Gamuda Land còn nổi tiếng bởi sự tỉ mỉ trong khâu quy hoạch tổng thể và thiết kế dự án. Các căn hộ ở đường City đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt ISO 9001 và GQAS. Hệ thống đánh giá chất lượng xây dựng được Gamuda Land phát triển dựa trên tiêu chuẩn CONQAS của Cục Xây dựng và Công trình Singapore. Ngoài ra, Sela Đường City có vị trí chiến lược ngay trung tâm quận Tân Phú, cửa ngõ khu Tây Sài Gòn kết nối tất cả các địa điểm quan trọng trong thành phố và các tuyến đường huyết mạch dẫn đến các tỉnh ở phía Tây Nam và Đông Nam. Trong tương lai, Gamuda Land sẽ xây dựng đại lộ Gamuda nằm trong khu đô thị xe Đường City, đây sẽ là khu trung tâm mua sắm, giải trí đẳng cấp, mang lại những trải nghiệm thú vị mang phong cách của khu Orchard Road Sumwood bậc nhất Singapore, được thành lập vào năm 1995. Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn Gamuda Berhad, một trong những tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Nhà đầu tư này đã xây dựng và quản lý hai dự án lớn là Sela đường City tại thành phố Hồ Chí Minh và Gamuda City tại Hà Nội. Website https trên trên Gamuda com Việt Nam trên thành phố Hồ Chí Minh 028 6252 9999 Hà Nội 024